gì thở dữ vậy lên? Thở lớn dữ vậy? Nói gì làm gì vậy? Phim. Ừ? Coi phim gì vậy? Linh Chinh chào. Linh Chinh chào. Tàu. Không đi đâu chơi hả? Lạnh với bà đi đâu rồi không? Ngủ hả Phi? Ở bên Việt Nam giờ này là 3 giờ mấy sáng. Bên đây 8 giờ mấy 9 giờ rồi, bên Việt Nam mà 3 giờ 3 4 giờ sáng của chứ chị. Mà bên đây vẫn chưa có đi ngủ. Coi phim kiếm hiệp. Alexi nó gà gặm móng gà là có thiệt nha cô chú anh chị. Xê, dính cơm miệng gà. Lần đầu tiên Alexi anh gặm móng gà cả nhà. À, cả nhà đây là móng gà đó. Này kêu bằng chân gà để làm gì, để làm mà chua chua, chua chua ngọt ngọt đó cả nhà. Làm với xả nè. Đó. Móng gà. Gà lát gặm gà đó, cho lát gặm thử. Được không Alexi? Hả? Ngon không? Cả nhà coi lát gặm móng gà. Có ăn bao giờ chưa Alexi? Có gặm móng gà lần nào chưa? Không nghe qua. Vợ cho ăn kỳ quá hả? Ngon không? Ừ. Lạ mà đúng không? Alexi gặm móng gà là có thiệt nha cô chú anh chị. Đó. Cho cả nhà coi. Biết là không biết ăn gì hết cả nhà đó. Ăn ăn móng gà gì mà ngon lắm cô chú anh chị. Đó, ăn ngon lắm luôn á. Lâu lắm mới ăn vậy. Lâu lắm mới được ăn vậy luôn á. Chờ lấy xì ăn thử kìa. Cũng có xả rồi trong này nè cả nhà. Vào xả bỏ vô. Khoái rồi hả? Lần sau làm tiếp không? Hả? Ừ. Lần sau làm tiếp ha. Đó, lấy xì á cô chú anh chị thấy không? Biết ăn móng gà mà móng gà này nó có xương nhưng mà nó giòn giòn, nó chua chua ngọt ngọt, nó rất là ngon. Liên cũng có làm thêm với lại đùi gà nữa cô chú anh chị. Nhưng mà tại vì làm món này ăn thử lâu quá cũng không có ăn á. Lâu quá cũng không có ăn nên ăn thử. Cái món gà gặm là có thiệt. Gặm đi Alexi, cứ gặm đi. Mắc cỡ chị. Em tưởng là anh không ăn được, em tưởng là anh không ăn chứ. Cái này thật ra không có thịt đâu nha. Nó không có thịt đâu. Nhưng mà đều ngồi buồn buồn á, gặm gặm đồ nó ngon thôi chứ nó không có thịt. Có tắc, có chanh, có không có tắc, bên này hiếm tắc lắm, chanh với xả đồ cả nhà. Rất là ngon luôn. Buồn buồn á, cái ngồi cái lấy lên ngồi coi tivi đồ cô chú anh chị ha. Ngồi coi tivi đồ cái cầm cái chân gà lên này gặm gặm đồ. Ừ. Cái này mà uống bia cũng ngon lắm cả nhà ha. Alexi cái này nhậu cũng ngon lắm Alexi. Hả? Nhậu không? Ừ. Alexi không nhậu đâu cả nhà. Qua tới bên Pháp rồi Alexi không có nhậu của chú anh chị. Đi làm tới ngày đâu có nhậu đâu đó. Quay cho rõ anh Tây gặm gặm chân gà là có thiệt nha cả nhà. Móng gà chứ không phải chân gà. Gặm móng gà là có thiệt luôn á. Nó chừng gãy răng nha Alexi. Gặm gặm mà chừng gãy răng á nha. Hơi cứng rồi nè. Nóng. Ừ. Món này Liên đâu phải làm ăn cơm đâu đó nha. Món này để ngồi ăn chơi vậy thôi. Liên có người bạn người Campuchia cả nhà, làm món này ngon lắm. Học làm đó. Rất là ngon luôn. Hồi trước làm sôi ca bạn của Liên làm rất là nhiều luôn, nhỏ mà Liên thường quay chung á cô chú anh chị, người Campuchia đó làm chung á. Nó làm rất là nhiều đồ ăn của người Campuchia, nhưng mà Liên thì Liên chỉ thích ăn cái chân gà thôi. Cho nên là Liên kêu chỉ để làm á. Thật sự ra Liên thấy cũng dễ, nó khó. Không phải chưa có làm bao giờ cũng như vậy. Chưa có làm bao giờ. Cho nên là mình thấy nó hơi khó. Như cái này đúng ra là phải làm tắc nó mới ngon cả nhà. Tắc á, nó ngon hơn là chanh. Ở bên này tắc rất là hiếm luôn mà hình như là không có tắc nữa.
nay Tết mà thấy gần như cũng đâu có chắc đâu. Làm gì mấy cái đó mắc tiền quá cả nhà mà không ai mua á. Không ai mua xong cái bắt đầu ít bán lắm. Liên không ngờ si gặm chân gà được luôn cả nhà. Gặm móng gà được luôn. Thật ra cái món này người Việt Nam của mình mà nhất là những người mà thích ăn xương đỡ cô chú anh chị khoái hơn. Ôi đó từ xưa giờ đó nó ăn thích ăn thịt nhiều hơn. Bên đây Tây người ta thích ăn cái gì mà nó mềm mềm á cô chú anh chị. Chứ mà cứng đó, nó ít ăn lắm. Thịt đồ này kia nó ăn cái xương không à, chứ còn cái ớt cái thịt đồ này kia nó ăn cái thịt không mà chứ còn cái xương nó không ăn đâu cả nhà. Như gà mà loại cứng người Việt Nam mình khoái ăn cô chú anh chị. Nhưng mà hả là người Tây ấy, người ta lại những con gà mà cứng ấy, người ta lại không có khoái ăn. Người ta thích ăn những con gà bên Việt Nam mình kêu bằng gà công nghiệp đó cả nhà, nó mềm á, người ta thích ăn hơn. Đó. Còn gà cứng người ta bỏ vô Tây nó bỏ vô trong cái nồi á, nó nấu nó lấy cái nước làm súp đó cô chú anh chị. Đó anh ăn gà với lại nước tương cái hương cô chú anh chị. Ăn gà với nước tương. Cái gì ăn đỡ vậy đi Asi hả? Ok không Asi? Ăn với nước tương Việt Nam nữa nè cô chú anh chị. Liền là liền ăn nước tương Việt Nam không nè cô chú anh chị không? Nước tương đậu nành đậm đặc luôn thấy chưa? Đó, của Việt Nam luôn nha. Cái này nó bán bên đây 4 đồng mấy gần 5 đồng một cái bình nước tương vậy nè cả nhà. Mà Liên thích ăn cái loại nước tương này thôi à. Thích ăn loại đó hơn. Còn loại của Tây á, Maggi mà của Tây luôn á, nó cái độ mặn nó hơi nhiều cả nhà, nó hơi mặn. Ngon lắm. Này ở Việt Nam ta, Liên thấy tổ uống bia được nhiều. Đúng hả xì bên Việt Nam á. Bạn có biết là bạn thấy này là bên Việt Nam á. Ta ăn tổ uống bia đó chồng. Mình không có uống bia à. Không có uống bia cho nên mình chỉ ăn gặm gặm sơ sơ thôi. Làm buồn mình ngồi coi tivi đỡ cái gì, coi tivi á. Mình coi tivi cái mình lấy ra mình ngồi gặm gặm chút, chua chua rồi. Hơi nhiều. Ngon cả nhà. Lần đầu tiên á, thời trước thì ăn nhiều lắm mà bạn liên cho nhiều lắm rồi. Lần đầu tiên mình thử rồi cả nhà. Mốt mà làm được á mình sẽ làm nhiều một chút. Mà cái này không biết ăn để lâu được không biết. Để trong tủ lạnh không biết lâu được không cả nhà. Nên cũng không mấy gì biết nữa. Anh ăn được rồi đó, anh ăn được, anh gặm rất là nhiều luôn rồi đó. Cẩn thận anh chừng gãy răng nha. Cẩn thận ăn xong cái chân gà xong là cái hàm răng nó đi theo cái chân gà luôn á. Gãy còn cái gãy mất cái là bên đây răng mắc tiền lắm á cô chú anh chị. Bên này làm răng rất là mắc tiền luôn á cả nhà. Không phải rẻ đâu. Bảo hiểm mình nó có trả thiệt nhưng mà nó cũng không trả hết đâu cả nhà. Có nhiều bảo hiểm nó trả nhưng mà trả cũng không có nhiều đâu. Làm răng là mất kiếm rồi cô chú anh chị, có trả hết nhưng mà không phải nó trả hết cho mình đâu ha. Chứ nhiều người không biết, với lại có khi nhiều cô chú anh chị không có biết á, là nghe nhiều người nói ở nước ngoài cái gì cũng không có tốn tiền, nhất là bảo hiểm sức khỏe đồ này kia rồi không tốn tiền đó, chứ không phải đâu nha. Có cái cũng tốn chứ không phải là cái nào cũng không tốn đâu cô chú anh chị ha. Nhà nước người ta cho một cái phần nào rồi mình phải mua thêm bảo hiểm bên ngoài nữa. Nếu mình không mua thêm bảo hiểm bên ngoài, mình không đóng tiền bảo hiểm bên ngoài nữa là mình cũng phải trả tiền chứ. Nhà nước nó cho có 75% thôi cả nhà ha. Như làm răng nè hay là làm mắt kiến đồ này kia nè, nếu mà ai mà không có mua bảo hiểm á là mình tự trả tiền luôn, mình tự mua mình tự trả tiền, đi khám bác sĩ cũng phải trả tiền. Còn nếu mình có mua thêm bảo hiểm bên ngoài nữa thì mình đi làm mắt kiến bảo hiểm mình chẳng hạn, nó trả nhiêu thôi chứ cũng không có trả hết đâu cô chú anh chị ha. Còn nhiêu mình cũng phải trả đó. Chứ đừng nghe mấy người mà nói ở bên đây bảo hiểm đồ anh bên đây y tế rồi này kia không tốn tiền cũng phải có cái gì đó, cũng phải mua thêm bảo hiểm bên ngoài chứ không phải là nhà nước mà nó cho 100% đâu cô chú anh chị ha. Nghe thì phải nghe hai phía cho nó rõ đó cả nhà. Nhiều khi những người nói mà nói không có hết á, những người bên Việt Nam người ta không có hiểu hết. Cũng giống như mình bên Việt Nam thôi cô chú anh chị, cũng giống y vậy thôi à. Như bên nhà Liên á, gia đình Liên, mẹ Liên đi bệnh nó có mua bảo hiểm bên ngoài nữa rồi, chẳng hạn như lớn tuổi á, thì nhà nước người ta có cho bao nhiêu phần trăm đó. Nghe nói là bây giờ nhà nước bên Việt Nam nó cũng cho bao nhiêu phần trăm thì mình cũng phải mua thêm thôi có gì ha.
chứ không phải là cho 100% đâu, không có đất nước nào mà chẳng hạn như những người mà không mua bảo hiểm thêm á thì nó cho bao nhiêu trong bảo hiểm vậy đó, rồi mình đi bác sĩ đó có cái nào mình phải trả thêm, hay là mình đi mua mắt kiếng hay đi làm bất cứ cái gì mà cần phải trả thêm tiền mình cũng phải trả rồi cô chú anh chị. Mua thuốc cũng vậy ha, có nhiều thuốc mình cũng phải trả tiền đó cả nhà ha, chứ không phải là không trả tiền đâu cô chú anh chị. Liên biết cái nào thêm chút xíu Liên nói cho cô chú anh chị biết. Liên ăn cơm với đùi gà với nước tương, ăn không có bữa nay không có rau gì ha, không rau rác hả cả nhà. Ngon Hả? ngon Ngon quá hả? ừ. Trời ơi, gần hết luôn cô chú anh chị. Đó, mãi một tô mà giờ gần hết luôn rồi. Trời ơi, rồi sao nữa, ngon quá hả chồng? Lần đầu ăn ngon quá hả? Rồi món ăn nữa không? Lần tới làm tiếp ha. Trời ơi, là có thiệt nha cô chú anh chị. Nên bảo đảm chồng của mấy bạn khác á, người ta không có thích ăn đâu cả nhà hả, không thích ăn đâu, với lại người ta cũng không biết ăn nữa, cứng rồi người ta không biết ăn đâu, đa số là những người Tây người ta không thích ăn cái này đâu, nên nó làm láng hơn của chú anh chị. Gặm gặm móng gà còn nói ngon nữa, thiệt luôn hả, thiệt ngon không? Không, nhưng mà Ngon. gặm với cái tốc độ này thì cả nhà thấy là ngon rồi cả nhà. Đó, cả nhà coi một tô nãy mà giờ hết rồi, tốc độ này là quá ngon luôn rồi, mà lần đầu tiên quá bất ngờ luôn đó nha cả nhà. Đó, cảm nhận rồi đó, ngon lành luôn cô chú anh chị. Cái này bên bên Việt Nam á là người ta thường ăn lắm ở xin tại mình bên đây á, bên đây mình ít có ăn á, rồi tại vì ít có ai biết ăn, chỉ có nhiều châu Á đó là người ta biết ăn thôi, người ta mới làm ăn thôi. Người Tây là ai ăn này trời, Tây nó không ăn này đâu. Muốn ăn 2 kg tu sân. Ai thì ăn một mình 1 kg của cho anh chị. Một ký. Người ta muốn làm đúng ký cho anh ăn nha. Ngon dữ vậy hả đó thì. Thiệt á hả? Đừng khen 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 điểu nha. Hả? Đừng khen điểu à. Lần đầu tiên mà ăn mà ngon ngon dữ vậy mà khen điểu là chết rồi nha. Nó ăn mình ký lô luôn cả nhà, xin nó ăn mình ký lô luôn. Họ thiệt một tô này nãy chắc cũng gần ký à. Ăn giờ gần hết rồi chứ. Đó, giờ ngồi còn gặm kìa. Nước mặt lên coi nhìn gặm ngon lắm mẹ. Cô chú anh chị thấy gặm không? Gặm kìa. Gặm hết đi, mốt giờ làm tiếp ha, ok. Lần sau làm tiếp ha. Ngon quá cả nhà. Ăn cơm với nước tương với lại chân gà. Chân gà làm này kêu bằng làm giấm, chân gà giấm chua. Rồi Liên xong rồi, Alexi gặm gặm hết luôn cái tô tô đó luôn rồi cô chú anh chị nè, hết luôn rồi nè cả nhà. Hết nguyên tô như móng gà luôn rồi. Lần sau làm cho ăn tiếp ha. Ăn một tô chân gà xong bây giờ khỏe à, nằm vậy ha, ăn xong giờ nằm coi tivi nè cô chú anh chị. Cái chân em lái xe kìa. Ăn xong giờ nằm coi tivi vậy cô chú anh chị, tối chỉ có vậy thôi, ăn xong rồi ngồi coi tivi đó ngáp nè. Ăn xong rồi nằm coi ngồi coi tivi một chút, coi tivi một chút xong đi ngủ cô chứ gì, nhà không có ai nói chuyện hết, có 2 đứa đó vậy thôi. Đi làm Alex, đi làm xong về nhà ăn uống xong rồi còn sớm, giờ này mới có 8 mấy 9 giờ đêm. Ăn xong rồi cái ngồi nói chuyện chút xíu, coi phim nói chuyện đồ chút xíu, kể gì bà tám đồ chút xíu. Coi như để cô chú anh chị hiểu thêm chút xíu cuộc sống bên đây. Nếu mà không có con cái đâu này kia thì mình cũng vậy, mình buồn lắm, 2 đứa vậy thôi nè đó. Có 2 đứa già vậy thôi cô chú anh chị. Có con nhỏ thì nó có nhiều cái để mình phải mất thời gian nhiều hơn. Chẳng hạn như tối mình phải
dạy học bài, ăn uống này kia, xong dạy học bài xong rồi lo cho ngủ. Còn nếu không có thì nó cũng thoải mái hơn, nhưng mà cũng có cái buồn đó. Ngủ ha, đi ăn xong giờ ngồi trên coi phim chút cái chuẩn bị vô ngủ của chú anh chị, ngủ rồi sáng mai đó đi làm á. Tối người ta đi chơi rồi vui, nếu mà trẻ đó cả nhà, còn trẻ rồi tối đi chơi rồi cũng vui. Giờ làm biếng lắm cô chú anh chị, làm biếng lắm. Ở bên Việt Nam giờ này là 3 giờ mấy sáng, bên đây 8 giờ mấy 9 giờ rồi, bên Việt Nam mà 3 giờ 3 4 giờ sáng của chú chị, mà bên đây vẫn chưa có đi ngủ. Chia sẻ nhiều nhiều chút thì cô chú anh chị ở Việt Nam mới biết được ở bên nước ngoài, ở bên nước ngoài là vậy đó. Còn trẻ rồi này kia thì đi chơi rồi này kia rồi được, chứ hoặc cuối tuần rồi này kia thì đi chơi, chứ còn mấy ngày thường, mấy ngày này thì thôi khỏi luôn rồi cả nhà. Mấy ngày này thì chỉ có mấy ngày đầu tuần thứ hai ba tư năm đi làm xong rồi cũng mệt. À lên giờ rủ lên đi, lên đi mà lên giờ rủ lên đi, lên không đi cô chú anh chị cũng bớt nó cũng đi luôn á, chứ đừng nó nhổng yên. Làm gì á, gỡ mày ghẻ à? Đi nhậu đi, đi nhậu đi. Anh đi ngủ đi, sáng anh đi làm. Bye bye cô chú đi. Bye bye cả nhà đi. Bye bye cả nhà, nó xin đi ngủ nha, mai nó xin đi làm nha. Hả? Thức trắng đêm. Thức trắng đêm luôn hả? Rồi đi ngủ đi. Bye bye cả nhà đi ngủ đi chồng. Bye bye. Chúc cả nhà ngủ ngon. 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 Giờ này bên Việt Nam ta ngủ hết rồi. Ok, bye bye cô chú anh chị và các bạn ha. Hết một ngày, ngày mai tới ngày mới nữa. Chúc cả nhà bên Việt Nam vẫn còn Tết. Vẫn còn mùng thì vẫn còn Tết cô chú anh chị ha. Vẫn còn mùng thì vẫn còn ăn Tết. Bên đây thì chừng nào hết mùng mới hết được, mới hết cảm giác là nhớ cái Tết bên Việt Nam. Chứ còn mùng thì còn cũng còn rất là nhớ cái Tết ở Việt Nam luôn cô chú anh chị. Bye bye cả nhà nha.